Chúng ta sẽ sang dạng toán thứ 3. Đường thẳng cắt parabol thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm và vị trí giao điểm. Ở trong cái dạng toán này chúng ta sẽ sử dụng nhiều những cái kiến thức liên quan đến hệ thức Viète, và chúng ta sẽ cùng nhau nhắc lại một ít về lý thuyết. Một nhỏ. Lý thuyết. Xin nhắc lại với các em một số vấn đề về kiến thức cũ liên quan đến hệ thức Viète và sẽ áp dụng trong cái dạng toán này. Cái phương trình AX bình phương cộng BX cộng C bằng 0 có A khác 0, delta bằng B bình phương trừ 4AC. Tổng hai nghiệm x1 cộng x2 bằng trừ B trên A, và tích hai nghiệm là x1 nhân x2 bằng C trên A. Đây là những hệ thức của hệ thức Viète. Thì xin nhắc lại với các em một số vấn đề chúng ta cần phải lưu ý. Thứ nhất là phương trình có hai nghiệm phân biệt trái dấu khi và chỉ khi A nhân C bé hơn 0. Cái thứ hai là phương trình có hai nghiệm phân biệt cùng dấu khi và chỉ khi delta dương, và hai nghiệm phân biệt cùng dấu nghĩa là tích hai nghiệm lớn hơn 0, thầy ghi là P dương. Chúng ta hiểu là C trên A lớn hơn 0. Thứ ba là phương trình có hai nghiệm dương phân biệt khi và chỉ khi delta dương, tích hai nghiệm dương và tổng hai nghiệm dương. Cuối cùng là phương trình có hai nghiệm âm phân biệt khi và chỉ khi delta dương, tích hai nghiệm dương và tổng hai nghiệm âm. Đây là những điều kiện về dấu của hai nghiệm phương trình bậc 2 có ứng dụng với hệ thức Viète. Và với cái dạng 3 này là cái dạng toán là đường thẳng cắt parabol thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm và vị trí giao điểm, thì chúng ta có sử dụng một số kiến thức này. Chúng ta sẽ cùng nhau vào một số ví dụ. Hai nhỏ. Ví dụ. Ví dụ 1. Ví dụ này được trích trong đề thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2011. Trong đề thi vào 10 Hà Nội năm 2011. Thì trong cái ví dụ về số 1 liên quan đến cái đường thẳng cắt parabol thỏa mãn về vị trí, chúng ta đã làm thử một cái ví dụ như thế này. Đề bài là cho parabol P y bằng x bình, đưa thẳng D là y bằng 2x trừ m bình phương cộng 9. Câu hỏi là tìm m để D cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung tìm M để D cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của trục tung. Đây là dạng toán tương giao của đường thẳng và parabol. Chúng ta sẽ xét cái phương trình hoành độ của nó. Xét phương trình x bình phương bằng 2x trừ m bình phương cộng 9 tương đương với x bình phương trừ 2x cộng m bình phương trừ 9 bằng 0. Đây là phương trình sao? Chúng ta sẽ cùng nghe một vài vấn đề liên quan tới cái vị trí của giao điểm so với trục tung. Đây là thầy sẽ minh họa cho chúng ta thấy có 3 trường hợp như thế này. Các em hãy quan sát. Đây, trường hợp thứ nhất là parabol P, đường thẳng cắt như thế này tại giao điểm AB, thì AB được gọi là hai điểm nằm về hai phía của trục tung. Trường hợp thứ hai, cắt như thế này thì hai điểm này được gọi là cùng nằm ở bên phải của trục tung. Và tương tự như vậy thì cắt ở nhánh bên trái gọi là hai điểm cùng nằm ở bên trái trục tung. Hãy quan sát. Điểm A đây khi gióng xuống trục hoành thì đây là nghiệm x1 và đây là nghiệm x2. Các em có thể thấy là A và B là hai điểm nằm về hai phía trục tung. Khi mà phương trình sao của chúng ta có hai nghiệm x1, x2 mà một nghiệm âm, một nghiệm dương. Hay nói chính xác là phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm phân biệt trái dấu. Ở trường hợp này cũng như vậy thôi. Gióng nghiệm A xuống đây là x1, đây là x2. Để mà đường thẳng cắt parabol P tại hai điểm phân biệt cùng nằm bên phải trục tung, khi mà x1, x2 đều là nghiệm dương, hay phương trình hoành độ giao điểm có hai nghiệm dương phân biệt. Và trường hợp thứ ba là cắt ở bên trái trục tung thì phương trình hoành độ giao điểm phải có hai nghiệm âm phân biệt. Thế đây là cái lý thuyết của chúng ta cũng nắm được để áp dụng cho các trường hợp khác. Chúng ta trở lại bài toán này. Để mà D cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía trục tung thì phương trình sao này phải có hai nghiệm phân biệt trái dấu. D cắt P tại hai điểm phân biệt nằm về hai phía của OI, thì khi và chỉ khi phương trình sao có hai nghiệm âm phân biệt, tương đương với A nhân C bé hơn 0. A ở đây là 1, C là m bình phương trừ 9. A nhân C bé hơn 0 và tức là m bình phương bé hơn 9 tương đương với m bé hơn 3 lớn hơn âm 3. Ta kết luận là vậy, m bé hơn 3 lớn hơn âm 3. Liên quan đến kiến thức này thì xin cung cấp cho các em hai công thức mà rất hay dùng trong cái tình huống là tìm điều kiện này. Các em hãy quan sát ạ. Nếu như chẳng hạn như là x của chúng ta bình phương mà bé hơn a là số dương thì tương đương với âm căn a bé hơn x bé hơn căn a. Còn x bình phương mà lớn hơn a là số dương thì tương đương với hoặc là x lớn hơn căn a hoặc là x bé hơn âm căn a. Đây là cái kiến thức mà chúng ta nên lưu ý. Chẳng hạn như thế này ạ. Ví dụ như là m bình phương bé hơn 9 thì tương đương với m bé hơn căn 9 lớn hơn âm căn 9, tức là âm 3 bé hơn m bé hơn 3. Còn bài tập vừa rồi các em có là m bình phương và đây là m là lớn hơn 9 chẳng hạn, thì lại hai trường hợp là m lớn hơn căn 9 hoặc m bé hơn âm căn 9, tức là m lớn hơn 3 hoặc m bé hơn âm 3. Hai công thức này là hai công thức chúng ta nên ghi nhớ, vì trong quá trình làm về bài toán điều kiện của cái phương trình bậc 2 này rất hay xảy ra cái trường hợp như thế này. Và đây là công thức mà chúng ta dùng có cái hiệu quả rất cao trong các bài toán khác. Chúng ta sang ví dụ thứ hai. Ví dụ 2 cho parabol P y bằng x bình, đường thẳng D y bằng 2 nhân m trừ 3x trừ đi m bình phương cộng với 7. Câu hỏi là tìm m để D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn x1 bình cộng x2 bình bằng x1 nhân x2 cộng với 57. Nhìn chung những bài tập liên quan đến đường thẳng và cắt parabol tại hai điểm phân biệt mà có hoành độ x1 x2 có nghĩa là xuất hiện một cái kiến thức nghe rất quen và đó là hệ thức Viète. Những bài tập liên quan đến hoành độ đôi điểm x1 x2 nói riêng và những kinh nghiệm của phương trình bậc 2 x1 x2 chúng ta thường sử dụng hệ thức Viète để giải quyết. Vậy thì quy trình giải quyết chúng ta sẽ làm như sau. Hãy để ý câu hỏi cắt tại hai điểm phân biệt rồi mới thỏa mãn. Có nghĩa là việc đầu tiên là phải tìm điều kiện để cho đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt trước, sau đó mới tìm điều kiện để nó thỏa mãn x1 cộng x2 bình. Sau thì chúng ta sẽ làm bước thứ nhất là D cắt P tại hai điểm phân biệt trước. Xét phương trình x bình phương bằng 2 nhân m trừ 3x trừ m bình phương cộng 7 tương đương với phương trình x bình phương trừ 2 nhân m trừ 3x cộng m bình phương trừ 7 bằng 0. Đây chúng ta gọi là phương trình 1. D cắt P tại hai điểm phân biệt. Khi và chỉ khi phương trình 1 là có hai nghiệm phân biệt tương đương với delta hoặc delta phẩy lớn hơn 0. Trường hợp này do b chia cho 2 có b phẩy là âm m trừ 3 nên là cho delta phẩy lớn hơn 0 tương đương với âm của m trừ 3 bình phương trừ ac lớn hơn 0 tương đương với m bình phương trừ 6m cộng 9 trừ m bình phương cộng 7 lớn hơn 0 tương đương với âm 6m lớn hơn âm 16 thì ta có được m sẽ bé hơn 8/3. Đây là điều kiện để cho D cắt P tại hai điểm phân biệt. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý là thỏa mãn x1 bình cộng x2 bình bằng x1 x2 cộng 57. Thì để xử lý cái điều kiện thỏa mãn này thì chúng ta sẽ thực hiện tiếp tục theo hai bước. Bước đầu tiên, biến đổi biểu thức đề bài về biểu thức mới có tổng x1 cộng x2 và tích x1 nhân x2. Sau đó bước thứ hai là áp dụng hệ thức Viète cho phương trình số 1 và thay vào biểu thức vừa rồi để tìm ra m. M tìm được phải kết hợp với điều kiện là m bé 8/3 để lấy kết quả của bài toán. Chúng ta tiếp tục. Ta có x1 bình cộng x2 bình bằng x1 x2 cộng 57. Thì bây giờ chúng ta phải biến đổi biểu thức này về biểu thức mới chứa tổng x1 cộng x2 và tích x1 nhân x2. Chúng ta biến đổi như sau. x1 bình cộng x2 bình bằng x1 cộng x2 tất cả bình trừ đi 2 x1 x2. Đây là vế trái. Vế phải vẫn là x1 x2 cộng với 57. Ta chuyển tất cả sang vế trái và đây là biểu thức chứa tổng x1 cộng x2 3x1 x2 trừ 57 bằng 0. Đây ta gọi là phương trình số 2. Vừa rồi chúng ta đã biến đổi cái biểu thức đề bài về một biểu thức chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2, tức là biểu thức chứa cái việc thay thế hệ thức Viète. Bước tiếp theo, áp dụng hệ thức Viète cho phương trình số 1. Áp dụng hệ thức Viète cho phương trình 1 thì em có được là x1 cộng x2 ở phương trình 1 bằng trừ b trên a là 2 m trừ 3 trên 1 bằng 2m trừ 6. X1 nhân x2 bằng C trên A là bằng m bình phương trừ 7 trên 1 là bằng m bình phương trừ đi 7. Sau khi áp dụng hệ thức Viète cho phương trình 1, chúng ta đã thay x1 cộng x2 vào cái phương trình số 2 đây, và x1 nhân x2 m bình trừ 7 vào phương trình 2 này. Và khi đó phương trình số 2 của chúng ta sẽ tương đương với 2m trừ 6 bình phương trừ đi 3 nhân m bình trừ 7 trừ 57 bằng 0. Em có phương trình là đây là 4m bình trừ đi 24m cộng 36 trừ 3m bình cộng 21 trừ 57 bằng 0. Thì phương trình của chúng ta là m bình phương trừ đi 24m và cộng với đây là 24m bằng 0. Phương trình này chúng ta giải được hai nghiệm. Một nghiệm là rút nhân tử chung là m24 bằng 0, tương đương với hoặc là em giải được phương trình này m bằng 0 hoặc là m bằng 24. Về cơ bản thì có nhiều trường hợp là sau khi em biến đổi ra là một phương trình bậc 2 đầy đủ thì chúng ta có thể giải bằng công thức nghiệm phương trình delta hoặc là phân tích nhân tử. Ở trường hợp này thì được m bằng 0 và m bằng 24, chúng ta hãy quan sát với điều kiện bài toán lúc nãy. Lúc nãy chúng ta đã đặt điều kiện của phương trình này là m bé hơn 8/3. M bé hơn 8/3. Trong khi 24 là lớn hơn 8/3 thì chúng ta kiểm tra lại, chúng ta ghi là loại, còn m bằng 0 là thỏa mãn điều kiện. Kết luận cuối cùng bài toán này. Vậy m bằng 0. Các em thân mến, với những bài toán mà tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và parabol có chứa x1 x2 về cơ bản là những bài toán áp dụng hệ thức Viète, hãy cùng nhớ lại quy trình. Một là tìm điều kiện để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt, tức là phương trình hoành độ có hai nghiệm phân biệt delta lớn hơn 0. Bước thứ hai, biến đổi biểu thức chứa x1 và x2 về một biểu thức mới chứa tổng x1, x2 và tích x1, x2. Sau đó áp dụng hệ thức Viète cho phương trình hoành độ giao điểm để tìm x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Sau đó thay vào biểu thức vừa tìm được để tìm ra kết quả tham số, như trong tình huống này là m bằng 0 hoặc m bằng 24. Ta kiểm tra lại xem m bằng 0 và m bằng 24 có thỏa mãn điều kiện ban đầu hay không. Sau khi kiểm tra xong, chúng ta kết luận về giá trị tham số tìm được là m bằng 0. Chúng ta sang ví dụ thứ 3 của cái dạng 3 là đường thẳng cắt parabol thỏa mãn điều kiện về tọa độ giao điểm và vị trí giao điểm. Ví dụ 3, cho parabol P y bằng x bình, đường thẳng D y bằng 2mx trừ 2m cộng 1. Câu hỏi thứ nhất, A nhỏ là tìm m để D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ, xin lỗi, có tung độ thỏa mãn y1 cộng y2 bằng 10. Câu hỏi thứ hai, B nhỏ là tìm m để D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ đều lớn hơn -2, lớn hơn -2. Chúng ta bắt đầu giải. Đầu tiên, chúng ta sẽ xét phương trình hoành độ giao điểm của D và P. Xét phương trình x bình phương bằng 2mx trừ 2m cộng 1 tương đương với phương trình x bình phương trừ 2mx cộng 2m trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình 1. Ở câu A, D cắt P tại hai điểm phân biệt có tung độ thỏa mãn. Như vậy chúng ta chia cái câu hỏi thành hai phần. Phần thứ nhất là tìm điều kiện để D cắt P tại hai điểm phân biệt. D cắt P tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt tương đương với delta phẩy là lớn hơn 0 tương đương với B phẩy bình trừ AC 2m trừ 1 lớn hơn 0 tương đương với M bình phương trừ 2m cộng 1 lớn hơn 0. Các em quan sát M bình phương trừ 2m cộng 1 là hàng đẳng thức, và đây là hàng đẳng thức M trừ 1 bình phương lớn hơn 0. Và để m trừ 1 bình phương lớn hơn 0 thì chỉ cần cơ số m trừ 1 khác 0 thôi. M trừ 1 khác 0 hay là m khác 1. Trường hợp này nói riêng, và trường hợp mà tất cả các lũy thừa bậc chẵn mà lớn hơn 0 thì chỉ cần cơ số khác 0 thôi. Ví dụ như mũ 2, mũ 4. Điều kiện để D cắt P tại hai điểm phân biệt là m khác 1. Bây giờ chúng ta sẽ xử lý cái ý thứ hai. Trong cái câu hỏi A này, cắt tại hai điểm phân biệt rồi có tung độ thỏa mãn y1 cộng y2 bằng 10. Chúng ta hay quen với bài tập có hoành độ x1 x2, nhưng khi bài toán tương giao của đường thẳng và parabol thì có thể người ta cho tung độ y1 cộng y2 bằng 10. Nhiều bạn thấy có vẻ là rất khó khăn, nhưng thực tế nó không có gì quá khó, quá phức tạp, vì bản thân chúng ta có thể biến đổi y1 y2 về x1 x2 như thế này. Ta có y bằng x bình của đề bài thì đương nhiên là suy ra y1 sẽ bằng x1 bình và y2 bằng x2 bình. Vì vậy là y1 cộng y2 bằng 10 của đề bài cho sẽ tương đương với việc là x1 bình cộng x2 bình bằng 10. Tương đương với, đến lúc này thì xuất hiện x1 x2 là nghiệm của phương trình hoành độ đo điểm. Thì chúng ta sẽ trở lại với bài tập là ứng dụng hệ thức Viète, thì sẽ thực hiện theo hai bước sau. Bước thứ nhất, biến đổi x1 bình cộng x2 bình bằng 10 về một biểu thức mới có chứa tổng x1 cộng x2 và tích x1 nhân x2. Đây, điều này tương đương với x1 cộng x2 bình phương trừ 2x1 x2 bằng 10. Đây chúng ta tạm gọi là phương trình số 2. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng hệ thức Viète để tìm x1 cộng x2 và x1 trên x2. Áp dụng hệ thức Viète cho phương trình 1. Áp dụng hệ thức Viète cho phương trình số 1 thì em có được là x1 cộng x2 bằng trừ b trên a là bằng 2m và x1 nhân x2 bằng c nhân a là bằng 2m trừ 1. Sau khi em tìm được x1 cộng x2 và x1 nhân x2 dựa vào hệ thức Viète thì em thay vào phương trình số 2. Phương trình 2 tương đương với 2m bình phương trừ 2 nhân 2m trừ 1 bằng 10 thì tương đương với phương trình là 4m bình trừ 4m cộng 2 bằng 10, hay là tương đương với phương trình 4m bình trừ 4m trừ 8 bằng 0. Em có thể thu gọn bớt đi là phương trình m bình phương trừ m trừ 2 bằng 0. Thì phương trình này có thể nhẩm nghiệm được, hoặc là các em có thể bấm máy tính để tìm ra được nghiệm. Thì có thể bằng máy tính thì ra một nghiệm là bằng -1 hoặc là nhẩm nghiệm đấy ạ, và một nghiệm bằng trừ C trên A là bằng 2, thì tương đương với M cộng 1 nhân với M trừ 2 bằng 0, tương đương với hoặc là M cộng 1 bằng 0 hoặc là M trừ 2 bằng 0. Các em có hai kết quả là M bằng -1 và M bằng 2. M bằng -1 và M bằng 2 cần phải được kết hợp với điều kiện ban đầu là M khác 1. Thì cả hai giá trị này đều là thỏa mãn điều kiện. Ở câu A kết quả là vậy, M bằng -1, M bằng 2. Vừa rồi chúng ta đã làm một cái câu hỏi liên quan tới mối quan hệ của tung độ giao điểm. Thì thực chất vấn đề là quy tung độ về hoành độ bằng chính công thức của parabol. Y bằng x bình thì y1 bằng x1 bình và y2 bằng y2 bình. Ở trong trường hợp khác thì chúng ta làm tương tự. Xin nhắc các em này, trong quá trình sử dụng hệ thức Viète thì chúng ta có mấy công thức sau đây chúng ta nên thuộc để làm cho nhanh. Chẳng hạn như này ạ, lưu ý. Cái này các em nên chú ý nhé. Đây là x1 này bình cộng x2 bình. Mà biến đổi về tổng x1 x2 và tích x1 x2 thì công thức của nó là x1 cộng x2 bình trừ đi 2 x1 x2. Đây là công thức thứ nhất. Công thức thứ hai là x1 trừ x2 bình, mà đưa về tổng và tích của x1 x2 thì nó là x1 cộng x2 bình phương trừ 4 x1 x2. Các em nên lưu ý cái công thức này trong quá trình dùng, chúng ta áp dụng cho nó thuận lợi. Nhắc lại là x1 bình cộng x2 bình thì bằng x1 cộng x2 tức ở bình trừ đi 2 x1 x2. Còn x1 trừ x2 tức ở bình thì bằng x1 cộng x2 tức ở bình trừ đi 4 x1 x2. Việc thuộc công thức này giúp chúng ta giải quyết các bài toán liên quan đến mối quan hệ của x1 x2 mà sử dụng hệ thức Viète nó nhanh và hiệu quả hơn. Chúng ta chuẩn bị sang câu B. Câu B nhỏ, yêu cầu của bài toán là tìm M để D cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ giao điểm đều lớn hơn -2. Chúng ta sẽ sử dụng cái phương trình 1, là chúng ta sẽ cùng xem phương trình 1 là phương trình này ạ. Xét cái phương trình mà chúng ta đang có đấy ạ, phương trình x bình phương trừ 2mx cộng 2m trừ 1 bằng 0. Đây là phương trình số 1 ở câu A chúng ta vừa sử dụng. Thì với dạng toán này thì có nhiều cách xử lý, nhưng ở trường hợp này thì các em có thể quan sát như thế này. Vừa rồi chúng ta tính delta, và delta phẩy của các em có dạng là bình phương. Delta phẩy có dạng là m trừ 1 bình phương, tức là có dạng là số chính phương. Thì trong những trường hợp mà delta hoặc delta phẩy có dạng bình phương như thế này thì chắc chắn chúng ta tìm ra nghiệm. Ở tình huống này chúng ta quan sát phương trình này, còn đặc biệt hơn là có hệ số 1 cộng -2m cộng với 2m trừ 1 bằng 0. A cộng B cộng C bằng 0 thì theo hệ thức Viète thì phương trình 1 là có hai nghiệm. x1 bằng 1 và x2 bằng C trên A là bằng 2m trừ 1. Tuy nhiên đề bài yêu cầu là tìm M để phương trình có hai nghiệm phân biệt và có hoành độ đều lớn hơn -2. Đây ạ, phương trình 1, xin lỗi D mà cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ đều lớn hơn -2 khi và chỉ khi. Các em hãy quan sát. Thứ nhất là hai nghiệm phân biệt thì x1 và x2 phải khác nhau, có nghĩa là 2m-1 phải khác số 1, 2m-1 phải khác 1, là hai nghiệm phân biệt. Điều thứ hai ạ, để hoành độ của nó đều lớn hơn -2 chúng ta quan sát là x1 là bằng 1 là lớn hơn -2 rồi. Vậy thì cần phải cái nghiệm còn lại cũng phải lớn hơn 2, tức là 2m trừ 1 lớn hơn 2. Ở đây em có được là 2m khác 2, đây là 2m lớn hơn âm 1, tương đương với m khác 1 và m lớn hơn âm 1/2. Câu B kết luận là vậy, m khác 1 và m lớn hơn âm 1/2. Ở cái dạng toán mà tìm điều kiện để đường thẳng cắt parabol tại hai điểm phân biệt mà có hoành độ giao điểm lớn hơn một số hoặc nhỏ hơn một số ở như bài tập này, mà delta hoặc delta phẩy của phương trình hoành độ giao điểm có dạng bình phương, thì chúng ta lưu ý rằng là chúng ta sẽ tìm được nghiệm cụ thể. Như trường hợp này chúng ta về cái việc tư duy như thế, quan sát phương trình thấy tổng hệ số của ABC bằng 0, nên theo hệ thức Viète thì chúng ta tìm được x1 và x2. Và hãy nhớ rằng là để phương trình có hai nghiệm phân biệt thì x1 và x2 phải khác nhau. Sau đó kết hợp với điều kiện yêu cầu của giả thiết là hai nghiệm phân biệt đều lớn hơn âm 2, thì em cho nghiệm thứ hai là nghiệm 2m-1 này lớn hơn âm 2, và kết quả của bài toán là m khác 1 và m lớn hơn âm 2.